Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Daily AZ. Thưa các bạn, mộng du không còn là một hiện tượng xa lạ với con người và hầu như bất cứ ai cũng có thể gặp phải ít nhất một vài lần trong đời. Những cơn mộng du thường được cho rằng là vô hại. Thế nhưng, đối với một số người, mộng du là một điều vô cùng khủng khiếp bởi nó gây ra những hậu quả đáng sợ. Thậm chí có thể thay đổi cuộc đời của một con người. Sau đây, mời bạn đến với video 10 trường hợp mộng du đáng sợ nhất thế giới. Số 10. Thám tử mộng du giết người. Robert Leroux là một trong những thám tử nổi danh tại Pháp vào thế kỷ 19. Mặc dù sống ở Paris, nhưng ông đến thành phố Le Havre để điều tra một vụ án giết người. Khi ông tới đây, ông lại nhận được yêu cầu đến văn phòng nhờ điều tra một vụ giết người mà cảnh sát địa phương đang gặp khó khăn. Nạn nhân là một người đàn ông từ Paris, André Monet, đã bị bắn chết tại bãi biển địa phương. Manh mối duy nhất chỉ là một viên đạn hết sức bình thường mà có thể được sử dụng bất kỳ đâu, cùng các dấu chân của kẻ giết người. Leroux kiểm tra dấu chân và phát hiện ra chi tiết quan trọng. Kẻ giết người đã bị mất ngón chân cái bên bàn chân phải. Và ngạc nhiên, Leroux cũng bị mất ngón chân này. Ông nhận ra rằng khi tỉnh dậy ngày hôm sau, đôi tất của ông đã bị ướt và không hiểu lý do vì sao. Hơn nữa, viên đạn cũng là loại ông đang sử dụng. Ông phát hiện ra rằng ông chính là người đã sát hại Monet trong khi mộng du. Không thể tin được chuyện gì đã xảy ra và càng không thể tin được Leroux lại là kẻ sát hại. Cảnh sát Pháp đã điều tra bằng cách quan sát ông trong suốt nhiều đêm. Đêm đầu tiên, ông đã làm một số việc trong trạng thái mộng du. Vì vậy, sau đó họ quyết định đặt một khẩu súng bên cạnh Leroux. Đến đêm hôm sau, ông đã mang súng bắn vào lính canh trong khi ngủ. Nhóm điều tra viên kết luận rằng Leroux không phải chịu trách nhiệm cho hành động của ông, nhưng ông vẫn là một mối đe dọa. Vì vậy, họ đưa Leroux tới một trang trại ở nông thôn, nơi ông trải qua 50 năm cuối đời với lính canh và y tá. Số 9. Cậu bé mộng du bị rơi từ tầng 4. Tỷ lệ trẻ em mộng du lớn hơn so với người lớn. Khoảng 17% số trẻ em từ 4 đến 8 tuổi từng bị mộng du, so với tỷ lệ 4 đến 10% ở người lớn. Stuart Miller, một người ở thành phố Reading, nước Anh, gặp tai nạn vì mộng du lúc 8 tuổi. Vào một buổi tối hồi tháng 9 năm 1993, Stuart bật dậy trong vô thức. Cậu bé sống trong căn hộ tầng 4 của một khu cư xá và đêm đó cậu đã rơi khỏi cửa phòng ngủ. Tòa án tuyên trách nhiệm thuộc về chủ sở hữu của tòa nhà vì họ đã không lắp đặt loại cửa sổ an toàn cho trẻ em. Cú ngã khiến Stuart hứng chịu tổn thương nặng ở phần xương sống và cậu sẽ phải gắn chặt với chiếc xe lăn trong suốt phần đời còn lại. Sau 7 năm theo đuổi vụ kiện, Stuart được đền bù 1,35 triệu bảng Anh, tương đương 2 triệu USD. Số 8. Người phụ nữ ăn vô độ trong khi ngủ. Leslie Cusett là một phụ nữ 55 tuổi tại Cheshire ở nước Anh, mắc chứng ăn trong khi ngủ. Mặc dù điều này nghe có vẻ vô hại, nhưng nó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng vì nhiều lý do. Leslie phải thay đổi thực đơn ăn uống ban ngày, tham gia một câu lạc bộ thể hình. Vì khi cô ăn đêm, cô có thể nạp thêm tới 2.500 calories. Nhưng lượng thức ăn không phải là mối nguy duy nhất. Leslie có thể sử dụng bếp ga nấu ăn giữa giấc ngủ. Hành động này đe dọa sự an toàn của tất cả thành viên trong gia đình nếu cô không tắt bếp ga. Hơn nữa, thứ cô ăn vào trong tình trạng mộng du cũng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe. Đôi lúc, Leslie ăn luôn những thứ mà dạ dày không thể tiêu hóa như kem bôi da, sơn và bột giặt. Cô thử đặt chuông báo động ở cửa ra vào với hy vọng tiếng động sẽ đánh thức cô khỏi cơn mộng du, nhưng vô ích. Hiện nay, Leslie đang nhờ một chuyên gia chữa trị chứng bệnh kỳ quái này. Số 7. Cô gái mộng du bị treo lơ lửng trên cây. Một người đàn ông tại thành phố Dulwich, nước Anh, đã vô cùng hoảng sợ khi anh nhìn thấy một cô gái bị cuộn tròn treo lơ lửng trên nóc một chiếc cần cẩu khi ông đang đi bộ về nhà lúc 2 giờ sáng. Ông đã gọi cứu hộ ngay lúc đó và chỉ sau vài phút, những người lính cứu hỏa đã trèo lên để giúp đưa cô gái xuống và phát hiện cô đang ngủ. Và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi những người lính cứu hỏa tiến lại gần, khiến cô gái giật mình và té ngã. Ông đã tìm được chiếc điện thoại di động của cô gái và gọi cho cha mẹ cô. Họ giải thích rằng cô gái thường bị mộng du và sau đó họ đã gọi điện thoại để đánh thức cô ấy. Lúc này, cô gái đã tỉnh và được đưa xuống một cách an toàn trên độ cao 39,6 mét. Số 6. Hiếp dâm người lạ trong cơn mộng du. Jan Ludecker, một thanh niên ở Toronto, Canada, tham dự một buổi tiệc vào năm 2005. Sau khi chè chén say sưa trong đêm, anh ngủ quên trên chiếc ghế sofa. Vài giờ sau, Jan thức giấc vì một người phụ nữ liên tục quát mắng và đẩy anh. Sau này, Jan kể rằng anh chỉ tỉnh dậy lúc người kia ngã ra sàn. Người phụ nữ tố cáo anh chàng 33 tuổi cưỡng bức cô. Jan khẳng định lúc đó anh đang ngủ và không hề nhận ra anh đã quan hệ tình dục cho tới khi vào phòng tắm và thấy mình vẫn đeo bao cao su. Ban đầu, quan tòa nghi ngờ lời biện hộ của Jan, mặc dù Colin Sharipo, một bác sĩ mà tòa án mời tới để xác minh lời khai của bị cáo, khẳng định đây là một chứng rối loạn thật sự. Có lẽ nhân tố quyết định trong trường hợp này là không chỉ một mà bốn người bạn gái cũ của Jan đều khai anh đã từng làm tình với họ ngay trong giấc ngủ khi họ hẹn hò.
Số 5. Giết bố trong cơn mộng du. Vào năm 2003, thi thể của Elvis Lowe, 83 tuổi, đã được tìm thấy trong khu vườn của gia đình ông ta. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết là do bị đánh đập nặng nề. Người hàng xóm phát hiện thi thể của Elvis ngay lập tức đã liên lạc với cảnh sát. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ kẻ tình nghi là con trai của người đàn ông Julie. Sự việc xảy ra vào một đêm khi Julie và Elvis đều uống rượu say. Julie cho biết gia đình ông đều có tiền sử bệnh mộng du và để chấm dứt những cơn mê đó, họ phải uống rất nhiều loại rượu. Ông đã giết cha mình trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Elvis tấn công Julie khi say rượu. Vì vậy, hành động của Julie chỉ là tự vệ chính đáng. Chính vì thế, ông đã không bị kết tội giết người. Số 4. Ông già bị lọt giữa bầy cá sấu trong khi mộng du. James Curran mắc chứng mộng du trong một thời gian khá dài. Nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất đối với ông đó chính là khi ông 77 tuổi. Vào một đêm năm 1998, Curran đi ra khỏi nhà trong tình trạng mộng du. Khi đó, ông cầm một cây gậy trong tay và đi tới một cái ao gần đó. Thật may mắn, ông đã tỉnh dậy trước khi nước ngập quá ngực. Ông cố gắng để leo lên bờ nhưng bị mắc kẹt trong bùn. Có lẽ chỉ riêng điều này cũng đã đủ khiến một người già 77 tuổi đứng bơ vơ một mình trong đêm cảm thấy vô cùng sợ hãi rồi. Thế nhưng, ngay sau đó, ông đã nhận thấy điều hoảng sợ gấp trăm lần. Đó là ông đang bị vây quanh bởi một đàn cá sấu. Ông đã nhanh chóng lấy chiếc gậy xua đuổi để ngăn cản chúng tấn công, rồi la hét mọi người đến giúp đỡ. Một trong những người hàng xóm đã nghe thấy tiếng kêu của ông và gọi cho cảnh sát. Họ đã dùng đèn chiếu vào cá sấu để xua chúng bỏ đi, rồi cố gắng giúp Kieran thoát khỏi vũng bùn. Thật may mắn, ông đã được an toàn, dù chỉ bị một vài vết thương nhỏ khi bị rơi xuống ao. Số 3. Chết vì mộng du. Timothy Rogerman, một người ở bang Wisconsin, Mỹ, là người duy nhất trong danh sách này không có tiền sử mộng du. Anh chỉ mất ngủ trong nhiều năm và từng đâm vào cây do ngủ gật khi đang lái chiếc xe bán tải. Trong thời gian đó, Rogerman đang dùng Ambien, loại thuốc hỗ trợ bệnh mất ngủ số 1 ở Mỹ, theo đơn của bác sĩ. Mặc dù giới chuyên môn cảnh báo thuốc này gây nên hàng trăm trường hợp mộng du, nhà sản xuất vẫn khẳng định Ambien tuyệt đối an toàn nếu người dùng uống đúng liều. Vào tháng 1 năm 2009, cơn mộng du lại xảy ra với Rogerman. Anh ra khỏi nhà với độc chiếc quần đùi mặc trên người. Ngày hôm sau, người ta thấy xác của Rogerman, anh chết vì rét. Số 2. Quan hệ tình dục với người xa lạ. Một người phụ nữ trung tuổi người Úc cũng đã bị bệnh mộng du nặng, nhưng cả bà và người chồng đều không hề hay biết. Điều này chỉ thực sự được làm rõ sau một đêm người chồng tỉnh dậy và không thấy vợ bên cạnh. Ông đã đi tìm, rồi phát hiện vợ mình đang quan hệ với một người hoàn toàn xa lạ trong tình trạng đang ngủ. Mặc dù hành động của bà đã xảy ra liên tục trong vài tháng cùng với những chiếc bao cao su được tìm thấy khắp nhà, nhưng không ai hay biết hiện nay người phụ nữ này đã hoàn toàn khỏi bệnh mộng du. Số 1. Giết người mẹ vợ trong cơn mộng du. Kenneth Bass, người Canada, đã mắc bệnh mất ngủ ngay khi anh chỉ mới ở độ tuổi 20, sau khi anh ta bị mất việc và nợ nần chồng chất do nghiện cờ bạc. Vào nửa đêm ngày 23 tháng 5 năm 1987, Bass bị mộng du. Anh ta lái xe 14 dặm đến nhà bố mẹ vợ. Sau đó, anh đã dùng dao và cây gậy sắt sát hại cả hai người. Hậu quả là bà mẹ vợ thiệt mạng và bố vợ bị thương nặng. Nhưng sau đó, anh tỉnh dậy và lái xe đến sở cảnh sát đầu thú. Trước khi gây tội, giữa anh và vợ cũng như gia đình bên vợ không có bất cứ mâu thuẫn nào. Sau đó, anh được tòa án tuyên bố vô tội vì thực hiện hành vi trong tình trạng không minh mẫn. Cảm ơn các bạn đã xem video top 10 trường hợp mộng du đáng sợ nhất thế giới. Nếu bạn thấy hay, xin hãy vui lòng nhấn like và share để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin mới nhất từ kênh Daily AZ. Mời bạn hãy nhấn nút đăng ký phía bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.